Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng 9 năm 2019. Mời các bạn xem bản tin Hải Dương 8 lần thứ 3 xuất hiện, hạm Việt Nam hù dọa trên báo Nhà. Vâng, quả thật trong thời gian vừa qua thì các bạn đã chứng kiến rất nhiều lần tàu Trung Quốc trong suốt 2 tháng đã xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đó là việc tàu Hải Dương 8 cùng với những đội tàu hộ tống đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và liên tục hoạt động trong một thời gian rất dài, và điều đó đã đem đến hiệu quả và hệ quả rất xấu đối với quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và ngay ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục chứng kiến việc là tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống 4 chiếc của Trung Quốc lại một lần nữa lao thẳng hùng hổ đi vào bãi thứ chính của Việt Nam. Và hình ảnh các bạn có thể xem ở trên trang Twitter của ông giáo sư Matheson đã cảnh báo điều này ngày hôm nay, và chúng tôi xin chia sẻ với các bạn để cùng biết, và các bạn cũng có thể sau bản tin của chúng tôi trực tiếp xem trên trang tweet của ông giáo sư của dạy trường đại học hàng hải của Mỹ Matheson thì sẽ biết cụ thể. Và đây là hình ảnh của chiếc tàu Hải Dương 8 ngày hôm nay mùng 7 tháng 9 năm 2019 bắt đầu di chuyển, và sau khi dừng lại vài ngày tại đảo đá chữ thập, Hải Dương 8 có vẻ đã sẵn sàng để tiếp tục các hoạt động khảo sát tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và hình ảnh mà vị giáo sư này đã chia sẻ trong thời gian vừa qua đã liên tục cập nhật những thông tin mới nhất mà các bạn có thể tham khảo trực tiếp trên trang của ông. Tuy nhiên, những hình ảnh như vậy thì các bạn không thể thấy được trên những cái trang báo trong nước, với trên 800 tờ báo và đài truyền hình phát thanh tại Việt Nam đã không đưa tải những thông tin chi tiết này cho 90 triệu người dân Việt Nam đã biết, để biết là điều đó rất thiệt thòi cho người dân. Bởi vì khi những người làm cái công tác đánh bắt cá hoặc là những người ngư dân ra ngoài biển, nếu mà gặp phải những cái đội tàu này của Trung Quốc thì sẵn sàng tàu hải cảnh của họ được trang bị đầy đủ vũ khí và trang thiết bị hiện đại, có thể đâm chìm bất cứ tàu của ngư dân nào lại gần những cái tàu khảo sát của Trung Quốc này. Đây là lần xâm nhập lần thứ 3 trong vòng 2 tháng nay của đội tàu thăm dò Hải Dương 8 đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và đương nhiên họ ngang nhiên đi ra vào như là ao nhà của họ. Và thêm một hình ảnh nữa ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các bạn, đang rất nóng ở ngoài khu vực bãi thứ chính. Đây là hình ảnh chi tiết của Gina Zizdew đã chia sẻ ngày hôm nay, chỉ cách đây có vài giờ đồng hồ, và ghi rất rõ những hình ảnh của chiếc tàu Trung Quốc đã bắt đầu xâm phạm vào vùng hải dương đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đó là tàu Hải Dương 8 đang rời đảo đã chữ thập với tốc độ rất nhanh cùng một số tàu hộ tống của nó. Vị trí này được xác định theo hành trình định vị hàng hải như đã thấy trên bản đồ cách đây khoảng 10 tiếng đồng hồ, và sẽ được cập nhật liên tục. Và hình ảnh mà các bạn thấy trên cái hình ảnh mà được chia sẻ trên trang tweet này thì có thể tự các bạn vào xem và sẽ biết được cái hải trình tiếp tục của những cái tàu của Trung Quốc đang đi vào phía vùng biển Việt Nam, gồm có tàu Hải Dương 8 và 4 tàu hộ tống, tàu số 3901, 33111 và tàu 37111. Đây là những cái đội tàu mà Trung Quốc đã được trang bị rất hiện đại, và với trên 300 chiếc tàu hải cảnh mà Trung Quốc đã xây dựng thì đây là một lực lượng rất lớn và đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền của Việt Nam khi họ tham gia vào cái việc bảo vệ cái đường lưỡi bò, tức là đường chín đoạn mà Trung Quốc luôn luôn nói rằng đấy là chủ quyền của họ. Và 4 chiếc tàu hải cảnh hộ tống lần này đi cùng với tàu Hải Dương 8 là loại tàu được thiết kế đặc biệt với thân dài, mũi nhọn và gia cố thêm thép siêu cứng. Và tất nhiên là họ trang bị cái súng phun nước áp cao áp để chuyên đi đâm húc tàu cảnh sát biển Việt Nam cũng như tàu chấp pháp Việt Nam và các tàu đánh cá của Việt Nam khi xâm phạm vào trong cái chủ quyền mà họ cho rằng đó là chủ quyền đường chín đoạn của họ. Và hình ảnh các bạn có thể tham khảo ngay trên trang Twitter của ông giáo sư Matheson của trường đại học Hoa Kỳ, thì ông ta cũng nói rõ đây là hình ảnh chiếc tàu, một trong những chiếc tàu trong cái đội tàu đó lần thứ hai vừa qua đã tham gia vào cái việc hộ tống tàu Hải Dương 8, và lần này họ đã thay những đội tàu hải cảnh khác nhưng đều có kết cấu tương tự và rất mạnh mẽ khi họ hoạt động trên biển Đông. Và với tốc độ trung bình hiện nay theo như được đưa ra là 10 hải lý một giờ, tức là tương đương khoảng 18 km một giờ, thì dự kiến sáng sớm ngày mai, tức là ngày 8 tháng 9, thì đội tàu này của Trung Quốc sẽ tới khu vực bãi tư chính của Việt Nam, nơi có nhà giàn DK1 thuộc chủ quyền Việt Nam, mà các bạn có thể tham khảo ngay trong thời gian tới. Đó là điều rất là nguy hiểm, vì khi các chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam sáng ngày mai thức dậy thì sẽ nhìn thấy cái đội tàu của Trung Quốc bắt đầu đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và họ sẽ làm những động tác gì, họ thăm dò hoặc họ chuẩn bị để hạ độc giàn khoan, thì đấy là một cái câu hỏi rất lớn mà Bộ Chính trị cũng như Ban Bí thư và Đảng Cộng sản Việt Nam phải xem xét để đưa ra đường lối rõ ràng và dứt khoát đối với người đồng chí Trung Quốc này. Và hình ảnh tiếp theo mà chúng ta có thể chia sẻ
xem chia sẻ trên cái trang tweet của ông giáo sư Matheson giảng dạy tại trường Đại học Hàng hải của Mỹ. Ông cho biết rằng giàn khoan Hakuryu 5 của Nhật Bản vẫn đang hoạt động ở phía tây bãi Tư Chính. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần nó bắt đầu đã phát tín hiệu cảnh báo lên trên. Thì có nghĩa là đây là hình ảnh các bạn có thể xem ngay trên trang của ông giáo sư này. Và sở dĩ hiện nay giàn khoan và thăm dò của Nhật Bản bắt đầu phát tín hiệu thì chính vì vậy mà chúng ta có thể xem và theo dõi chi tiết và cụ thể những cái hoạt động của giàn khoan này và có tồn tại hay không, hoặc là có bị tấn công hay là bị áp chế và phải rời đi hay không trong thời gian tới. Và đương nhiên trước đó thì đội tàu Hải Dương 8 cùng với những cái tàu hải cảnh của Trung Quốc họ đã quay về đảo Đá Chữ Thập để nghỉ và cung cấp thêm nhiên liệu. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy cũng trên trang tweet của Zhit China Z News đã chia sẻ là Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống dừng nghỉ gần đảo Bái Chữ Thập vài ngày qua. Và đây là hình ảnh rất màu sẫm, đó là những vùng biển nước sâu mà ngay gần cái khu vực đảo Bãi Chữ Thập, nơi Trung Quốc đã bồi đắp và bây giờ xây dựng thành một căn cứ quân sự khổng lồ ở trên đó. Và đấy cũng là căn cứ hậu cần rất lớn của những cái tàu mà khi Trung Quốc hoạt động ở trên vùng Biển Đông hoặc là vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và tại đợt xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lần thứ 2 vừa qua thì đội tàu này đã gặp phải cái sự cản phá rất mạnh mẽ của chiến hạm Quang Trung trong nhiều ngày. Và hình ảnh mà chúng ta có thể tham khảo tiếp là trên trang của ông giáo sư Matheson của trường Đại học Hàng hải Mỹ cũng đã chia sẻ, và chúng tôi xin chia sẻ cùng các bạn ở đây với hình ảnh là chiến hạm Quang Trung quần nhau với tàu Hải Dương 8 và 6 tàu hải cảnh của Trung Quốc vào thời gian là ngày 16 tháng 8 năm 2019. Và các bạn đã thấy rất rõ Việt Nam chỉ có một chiến hạm Quang Trung và một cái tàu Trường Sa 401012 tham gia trong cái vụ này. Và đương nhiên thì lực lượng của Việt Nam rất yếu so với 6 tàu của hải cảnh hung dữ của Trung Quốc. Và điều đó đem đến cái thiệt thòi rất lớn cho Việt Nam khi tham gia vào cái việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình trong thời gian vừa qua, và chắc chắn thời gian tới cũng gặp khó khăn và nguy hiểm. Và nhưng sau đó thì phía Trung Quốc đã điều máy bay ném bom hạng nặng và tàu chiến đi ra phía bãi Tư Chính, thì tất nhiên là chiến hạm Quang Trung của Việt Nam đã phải rút về Cam Ranh. Và hình ảnh mà các bạn cũng thấy trên trang của ông giáo sư Matheson của Đại học Hàng hải Hoa Kỳ chia sẻ, thì đây là hình ảnh đường đi chiến hạm Quang Trung, nếu thực sự là Quang Trung, và chúng tôi vẫn không thể chắc chắn, ông cũng mở ngoặc điều đó, đã rời khỏi cuộc xung đột và đang quay trở lại Việt Nam. Đây là hình ảnh được chia sẻ vào ngày 22 tháng 8 năm 2019 trong thời gian vừa qua. Và các bạn cũng thấy trong cái biểu đồ này thì chiến hạm Quang Trung đã gặp rất nhiều lần va chạm vào chiếc tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc, và không biết những cái người chiến sĩ Việt Nam trên cái tàu Quang Trung đó có bị thương, hoặc là phía Việt Nam còn có thiệt hại gì không, thì điều đó phía Việt Nam hiện đến nay chưa công bố. Và với việc tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc liên tục quay trở lại bãi Tư Chính lần này thì sau ít ngày nạp nhiên liệu và nghỉ ngơi, điều đó khẳng định rằng Trung Quốc sẽ thực hiện cái chính sách của họ đã đưa ra trong cái sách trắng quốc phòng mà tuyên bố trước đó, đó là việc họ quyên quyết bảo vệ cái đường chín đoạn, tức là Việt Nam gọi là đường lưỡi bò, và nó sẽ đường lưỡi bò này nó ôm trọn toàn bộ Biển Đông, và Việt Nam gần như là mất toàn bộ chủ quyền trên biển trong thời gian tới với cái việc mà Trung Quốc tiếp tục gây sức ép như vậy. Vậy là mặc dù là cùng chung ý thức hệ cộng sản, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã coi Đảng Cộng sản Việt Nam không có giá trị gì khi Việt Nam đã đưa ra nhiều lần phát công hàm phản đối cho Trung Quốc, nhưng lần này Trung Quốc lại tiếp tục điều tàu vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lần thứ 3 trong rất nhiều cái ngày vừa qua, và bây giờ tiếp tục họ thực hiện điều đó. Và Việt Nam chỉ còn cách là đứng nhìn Trung Quốc đi vào chủ quyền của mình như cái ao nhà. Việc có ý nghĩa nhất hiện nay Việt Nam đưa ra là họ đã trưng 4 cái ảnh chiến hạm mới nhất mua của Nga lên báo của nhà nước để trấn an dư luận. Và hình ảnh các bạn thấy ngày 3 tháng 9 vừa qua, tức là sau quốc khánh một ngày, thì lập tức phía Việt Nam đã trưng ra hình ảnh này trên một số báo trong nước. Và chúng tôi xin chia sẻ thêm, cực hiếm ảnh cận cảnh 4 hộ vệ hạm Hải quân Việt Nam hội tụ trên Biển Đông. Hiếm là bởi vì thông thường các hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của tàu Kripat 3.9 chỉ đi độc lập hoặc là theo cặp, ít khi cả 4 hộ vệ tàu hộ vệ khổng lồ này Hải quân Việt Nam đã hiện diện cùng nhau. Và tấm ảnh này thì các bạn thấy là gồm 4 chiếc tàu của Việt Nam đã bắt đầu được đưa lên báo chí ở trong nước, nhưng điều này chỉ có giá trị trấn an dư luận mà thôi.
Và trong thời chiến tranh trước đây, tất nhiên là việc dùng hình ảnh để tuyên truyền có thể làm đại bộ phận người dân Việt Nam tưởng thật và tin theo. Nhưng giờ đây với cái công nghệ đã phát triển, mỗi người dân, mỗi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đều có một máy điện thoại kết nối Internet với toàn cầu. Thì họ có thể vào xem báo chí nước ngoài và họ biết được sự thật đang diễn ra tại Biển Đông như thế nào. Những người đứng đầu Đảng Cộng sản tại Hà Nội và Ban Tuyên giáo qua đó thì không thể tiếp tục lừa bịp người dân của mình được và không thể giấu giếm được 90 triệu người dân được nữa. Và với tình trạng hiện nay là khi Việt Nam đã biết mình đang ở thế rất yếu so với Trung Quốc và họ cũng không tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thì đây là cơ hội rất tốt nhất để Việt Nam có thể nói lời chia tay với ý thức hệ Cộng sản và thiết lập một nhà nước pháp quyền đem lại tự do, dân chủ cho người dân Việt Nam. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2019 từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và những yêu cầu để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp những thông tin mới nhất, nhanh nhất và cập nhật nhất, trung thực nhất đến các bạn trong thời gian sớm nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Chúc các bạn và gia đình một buổi tối đầm ấm và hạnh phúc.